Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đường thẳng. Bài trang 73. Thứ nhất chúng ta sẽ phân biệt hai cái. Thứ nhất là đường thẳng và đoạn thẳng. Được không? Đoạn thẳng AB, đường thẳng AB. Được không? Chúng ta phải phân biệt được hai cái đó, khi nào gọi là đường, khi nào gọi là đoạn, được không? Đây là đoạn thẳng AB, nó giới hạn bởi hai đầu, được không? Bị giới hạn bởi hai đầu thì đó gọi là đoạn thẳng, một đoạn thôi, một đoạn ngắn, đoạn thẳng. Còn đường thẳng là nó cũng tương tự vậy, nhưng mà nó dài ra một khúc. Này nó dài ra một khúc. Thì dài ra một khúc này thì có nghĩa gọi là không bị giới hạn bởi hai đầu, được không? Không bị giới hạn bởi hai đầu, được không? Đấy, tóm lại, chúng ta xem. Thứ nhất, đoạn thẳng AB thì bị giới hạn bởi hai đầu, được không? Còn đường thẳng thì nó không bị giới hạn bởi hai đầu. Cái này nó dài ra một chút, cái này dài ra một chút, được không? Rồi, còn cái này thì sao? Cái này nó cũng là đường thẳng, tại vì cái này nó dài ra một chút, cái này dài ra một chút. Nhưng mà cái này đặc biệt là ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Được không? A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Ba điểm này là thẳng hàng, nằm trên cùng đường thẳng thì ba điểm nó thẳng hàng. Được không? Thầy nhắc lại, hãy phân biệt được đoạn thẳng và đường thẳng. Đoạn thẳng thì bị giới hạn bởi hai đầu. Đường thẳng thì không bị giới hạn bởi hai đầu. Cụ thể như thế này chúng ta vẽ ra một chút xíu. Này chúng ta vẽ ra một chút xíu. Được không? Bài số 1. Hãy vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng. Rồi ghi tên các đường thẳng đó. Nào. Rồi, bây giờ là người ta họ cho câu A, câu B và câu C nha. Lần lượt là những cái đoạn thẳng. Anh thấy không? Bị giới hạn bởi hai đầu. Được không? Bị giới hạn bởi hai đầu. Được không? Đó, bị giới hạn bởi hai đầu. Thì người ta yêu cầu là mình vẽ cái đường thẳng từ cái đoạn thẳng này. Được không? Như vậy thì chúng ta chỉ việc làm gì? Chúng ta kéo dài ra thôi. Kéo dài cái đoạn thẳng này ra, kéo dài đoạn thẳng này ra một chút xíu bên đầu này, và đầu này chúng ta kéo ra một chút xíu, được không? Rồi người ta nói là gì? Rồi ghi tên các đoạn thẳng đó, được không? Như vậy chỗ này là chúng ta ghi chữ A, này chúng ta ghi chữ B, được không? Như vậy được một đoạn thẳng, một đường thẳng. Rồi đây là người ta hỏi cho một cái đoạn thẳng. Bây giờ mình chuyển thành đường thẳng. Thì chúng ta chỉ việc để cái thước thẳng và chúng ta kéo hai đầu này ra một chút xíu. Được không? Rồi, chúng ta đặt tay. Đây đã có A, đây có B. Thì đây mình đặt là C và D. Được không? Và tương tự, đây là cái đoạn thẳng. Chúng ta kéo ra một chút xíu. Nó để trở thành là đường thẳng. Được không? Đường thẳng. Thì cho là N và M. Đây là đường thẳng MN, đây là đường thẳng CD, đây là đường thẳng AB. Bài số 2. Nêu tên 3 điểm thẳng hàng. Dùng thước thẳng để kiểm tra 3 điểm thẳng hàng. Thì bây giờ câu A thì chúng ta án chừng. Chúng ta án chừng chúng ta thấy cái O, M, N. Được không? O, M, N. Chúng ta án chừng. Rồi. O, B, Q. Được không? Đây ba điểm thẳng hàng. Bây giờ mình dùng thước lại. Kiểm tra coi. Đó, đúng. Được không? Rồi. Chúng ta kẻ lên. Đúng là ba điểm thẳng hàng. Được không? Tương tự cái này. Mới đầu chúng ta dự kiến ba điểm thẳng hàng. Mà có phải là đúng. Được không? Đó, 3 điểm thẳng hàng. Câu B. Thế thầy dự kiến là A, O và C là 3 điểm thẳng hàng.
Và câu B, B, O, D. À, B, O, D là 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm thẳng hàng là như thế nào? Là cùng nằm trên một đường thẳng. Chúng ta vẽ một cùng đường thẳng coi. Có vẽ đúng đấy. Cùng nằm trên một đường thẳng. Chưa? Và tiếp theo. Rồi, 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. 3 điểm cùng nằm trên đường thẳng. Được. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.